Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của vlog của mình. Thì hôm qua mình có thấy một bạn nói là Mi 8 mà mẹ quay Mi 8 quay phim thì không được đẹp. Thì hôm nay mình sẽ test thử cái cam trước của con Mi 8 của mình và quay thử cho các bạn xem là hình ảnh nó có được đẹp hay không. Đó. Cam trước tí là mình sẽ test cái cam sau cho các bạn. Đây là cam trước này. Đó. Và mình sẽ lấy cái cam trước này mình quay cái cảnh ngoài trời thì đang là mưa. Lấy điện. Đó. Ngoài trời đang mưa rất to. Đó, bạn thấy mưa. Mưa rất to. Cá mà mình có khi lọt ra ngoài. Mình sẽ chuyển cái cam sau để quay cái quan cảnh cái vườn của nhà mình và để các bạn đánh giá xem là cái con Mi 8 này cái camera của nó có được hay không. Từ khi quen nhau, anh đã biết vui sống vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Xuân xuân qua nắng hoa lá lách lanh lên, nụ con thơ ngây trao em rồi. Anh yêu người đến xa cho hơn ngất ngây, tình yêu sao lại như xưa. Em tay em nào biết em là có ai, hãy không trôi qua tay có người đây. Trong mơ anh vẫn chờ em đến tình thấy xót xa. Anh đã biết thế sao vì những lúc anh nghe em cười. Anh đã biết con tim vì em mất rồi, người yêu em cũng em chơi kia. Một chân một đàn hoa lá lấp lánh. Đó, các bạn thấy chưa, mình lấy điện này và làm mờ, tự động làm mờ khi đang quay video các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy đỉnh chưa, bạn thấy cái cây hoa sim nó bị mờ đi và cái hoa lan này nó chuẩn bị nở. Các bạn chuẩn bị ra bông này là nó sẽ rõ lên này. Mình sẽ lấy nét vào cái, các bạn thấy chưa nó, mình sẽ lấy nét lại rồi đó. Khi quen anh đã biết vô sinh. Đấy, con cá chạy. Cá đâu hết rồi ta? À, trốn hết rồi. À đây. Khi quen anh đã biết vô sinh. Hát mà cá về nè. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Một xuân xuân tan ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây cho em rồi. Anh yêu từ kiếp cho hôm đã say, vì tình như trái lòng vì xưa vòng tay em ai. Em nào biết em nào có
Hạnh phúc trôi qua ta như là năm có nhiều đêm. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thế sắp xa. Có nhiều đêm. Wow, đã hoa rồi, đã hoa rồi. Wow, quay coi cái hoa này chứ. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thế sắp xa. Đấy, bạn thấy cảm giác của con Mi 8, Xiaomi Mi 8. Đây là cam sau. Chế độ chống rung cũng rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ lấy nét cái lá này đi. Các bạn thấy những cái cảnh vật xung quanh là nó sẽ mờ đi này. Đấy. Quá đẹp luôn. Quá chuẩn luôn. Anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi vì cơn giận em trở về. Mùa xuân trên ta ngàn hoa lá lấp lánh này, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em như kiểu thức tha cho hôn ngất ngây. Cuộc tình yêu xa lời như sâu vòng tay em ai. Em là đi, em là có hay. Hạnh phúc trôi qua tay như là có nhiều đêm. Ôi trời đã tạnh mưa. Rồi ok, mình vừa cho các bạn xem trải nghiệm cái camera trước và sau của cái dòng Xiaomi Mi 8 mà mình đang sử dụng, và muốn cho các bạn biết là cái cam trước và cam sau nó cái độ nét của nó như nào. Chức năng xóa phông làm mờ phông rất là tốt khi đang quay phim, khi đang quay video các bạn, không những là khi chụp ảnh các bạn nhé, mà nó còn cả quay nữa đó. Nếu mà ai mà muốn mua lại máy thì mình có thể liên hệ tới mình nhé.